Dạ vâng, em xin mến chào quý cô bác anh chị. Có thể thấy là hiện nay cũng đang có không ít những người đang ở nước ngoài, họ cũng đang dự định và họ cũng đang có mong muốn họ được hồi hương đi về Việt Nam sống. Cái mong muốn của họ là như vậy quý vị. Và bên cạnh đó nữa thì cũng có rất là nhiều người, phải dùng cái từ rất là nhiều người, Việt Nam họ cũng đang tìm, họ xin cái visa để mà họ được đi sang nước ngoài định cư sinh sống ở một cái đất nước nào đó mà họ mong muốn. Thì người về cũng có mà người đi cũng có, thưa quý vị. Tuy nhiên thì bên ngoài những cái người về và những cái người đi đó, thì ngoài hai cái trường hợp này thì hiện nay cũng có cái trường hợp không ít, đó là những cá nhân có thể gọi là họ đang lao đao sau khi mà trước đó họ cũng đã đi về Việt Nam, họ hồi hương, nhưng mà bây giờ thì họ lại lâm vào những cái tình cảnh có thể gọi là éo le, và khiến cho họ bây giờ họ cũng đang muốn tìm đường về mà được quay trở lại Hoa Kỳ, quay trở lại Mỹ để mà sống như là lúc trước được sống tại Mỹ. Tuy nhiên thì nghe thì có vẻ như là hơi lạ lùng ở cái chỗ là bây giờ ở không được thì cứ việc mua vé máy bay đi thôi, mà sao không chịu mà mua vé máy bay á, thì đi, nhưng mà mua được thì nói chi nữa quý vị. Cái mấu chốt ở chỗ đó là thôi, em xin mời quý cô bác anh chị mình chúng ta cùng lắng nghe qua cái câu chuyện này, nghe qua để quý vị biết và hiểu rõ cái sự việc trong cái trường hợp này nó đã diễn biến như thế nào, cũng như là để làm sao nha quý vị. Và câu chuyện thì được kể lại như thế này: tôi được vợ rước qua Mỹ vào năm 2008. Cái khoảng thời gian đầu sống tại đây, tôi thực sự rất là nhớ quê nhà Việt Nam. Tôi thèm lắm cái quán ăn tại quê nhà của tôi, cái không khí mát mẻ buổi chiều tại quê nhà của tôi, chứ không phải là cái lạnh thấu da thấu xương như là ở đây. Trước khi mà qua Mỹ, vốn dĩ là tôi có một cái căn nhà ở Việt Nam tọa lạc tại quận 12 của Sài Gòn. Căn nhà này thì theo giá trị của thị trường lúc đó nó cũng khoảng hơn 5 tỷ, nhưng mà không có bán. Tôi muốn hậu thân để mà khi mà lỡ mình có qua Mỹ mình không có ở được thì mình cũng có chỗ để mà về. Và thực sự thì lúc đầu tôi cũng nghe người này người kia, người ta nói qua Mỹ sướng lắm, đi làm tà tà cũng hốt đô la như chơi à. Tôi thấy sao mà dễ ăn vậy trời. Vậy thì giá nào mình cũng phải đi Mỹ cho bằng được. Rồi tự nhiên cái duyên nợ nó cũng lại tới, lúc nào mà mình cũng không hay. Tôi tình cờ quen được cái cô này là Việt kiều Mỹ. Cô ta thì có một đời chồng rồi, nhưng mà nói nào ngay thì cô ta cũng đẹp lắm. Rồi nhanh chóng chúng tôi mới tổ chức kết hôn với nhau và cũng lên máy bay được sang Mỹ. Tuy nhiên thì khi mà đến Mỹ thì cái sự thật nó hoàn toàn khác so với những cái gì mà người ta mô tả lúc trước cho tôi nghe. Phải nói là ở Mỹ cái tần suất người lao động tại đây họ làm việc 10 tiếng cho tới mười mấy tiếng, tôi thấy mà nổi hết da gà. Nhiều người họ đi thậm chí là họ không có thời gian để về mà ăn một bữa cơm cho ra hồn hết, huống chi là cái thời gian để mà vui chơi giải trí, cái thời gian dành cho gia đình. Và có được thì bởi vậy mà dễ hiểu thôi, bởi vì sao mà Việt kiều về nước ai đó cũng nhận định là công nhận ở Việt Nam ăn chơi sung sướng thật, là đúng là ở Việt Nam đâu có thiếu thứ gì đâu. Ở bên này thì nhiều khi tôi thèm cái đồ ăn Việt Nam lắm, thèm canh chua, thèm rau luộc, thèm cá đồng, kiếm ở đâu ra. Thì rau cải thì cũng thuộc cái hàng gọi là đắt đỏ ở bên này. Phải nói là ở bên Mỹ ai mà ăn rau thì có lẽ người đó coi bộ là sang, còn ăn thịt cá thì nó cũng bình thường thôi, có tiền mua cả đống rau về để mà ăn cho nó đã. Thì đó mới cái chuyện đáng nói, là lúc này thì tôi mới nhìn về Việt Nam sau khi mà được 2-3 năm đầu tôi nhận ra thực sự là ở Việt Nam nếu mà mình đi làm tà coi vậy mà sống khỏe, ở bên này thì đi làm rất là cực, đi làm cực mà ăn uống thì thấy nó sao mà kham khổ quá. Ngay cả những cái món đồ tươi sống bây giờ mình muốn ăn thì nó cũng không phải là một cái chuyện đơn giản đâu. Và thực sự đó chưa phải là những cái lý do mà khiến tôi phải quyết định quay trở về. Cái lý do mà nó
chưa có đủ đâu. Cái mấu chốt khiến cho tôi quyết định trở về đó là cuộc sống vợ chồng của chúng tôi không có như ý, không có như ý muốn, và dẫn đến là chúng tôi quyết định chia tay nhau. Tôi thì tôi không có muốn kể ra làm gì, tuy nhiên thì tôi muốn nhận định một điều rằng phụ nữ ở Việt Nam và phụ nữ ở nước ngoài nó hoàn toàn không có giống nhau, không có giống nhau về cái quan niệm sống, nó cũng khác nhau về cái tư duy và cái sự dung hạnh vun đắp trong hạnh phúc gia đình, thì nó khác nhau nhiều lắm. Thì từ đó mãi cho đến 5 năm sau, tức là tôi sang Mỹ vào hồi năm 2008 cho đến năm 2013, thì chúng tôi mới quyết định đường ai nấy đi. Thì chúng tôi vẫn còn đang dự tính là sẽ vô quốc tịch Mỹ. Dự định là tôi sẽ ở lại đây thêm một năm nữa để mà thu xếp mọi thứ trước khi về. Và tôi cũng có liên lạc với cái người vợ cũ của mình. Chúng tôi thì vẫn xem nhau là bạn thôi. Cô ta cũng hỗ trợ cho tôi tất tần tật và những thứ mà tôi cần thiết. Tôi thành thật cảm ơn và tôi rất biết ơn rất là nhiều khi mà cái người bạn này đã giúp đỡ cho tôi mọi thứ kể từ ngày mà tôi đặt chân sang đây. Và mãi cho tới tận bây giờ, chúng tôi thì vẫn còn thường xuyên liên lạc với nhau để mà thăm hỏi nhau, cũng như là tôi mới nói đó là anh thực sự là anh không có thích sống ở cuộc sống bên này. Có lẽ là cuộc sống và cái văn hóa của Việt Nam nó đã thực sự ăn sâu vào máu của anh rồi. Chuyện vợ chồng thì mình cũng không có được hạnh phúc. Thì thôi thì ở đây anh cũng thấy cô đơn, thấy lạc lõng nhiều thứ lắm. Có lẽ là anh sẽ trở về để mà anh có thể sống đúng với những gì mà thuộc về anh. Thế là tôi khăn gói lên đường, mua vé máy bay để quay trở về quê nhà sau khoảng 6 năm mà tôi bôn ba ở cái nơi đất Mỹ. Và thực sự là cái khoảnh khắc mà tôi đi về tới cái ngôi nhà của mình, được hít cái không khí của Việt Nam, được đi ra chợ để mua từng bó rau, mua từng cái con cá chê, cá lóc về, tôi cảm thấy một bữa ăn thịnh soạn. Thì ngồi đó tôi mới thưởng thức giữa một cái buổi chiều Sài Gòn đông đúc người tấp nập qua lại. Ngẫm nghĩ mà tôi thấy nó cũng đúng. Cái mình cần là đây chứ đâu, chứ ước gì giờ này nữa. Thì cái cô bạn cùng phòng ngồi đây để mà thưởng thức với mình thì nó vui biết mấy. Nhưng mà có lẽ cô ta cần cái quan niệm sống của cô ta, cái văn hóa của cô ta thì nó đâu có giống như là tôi đâu. Hai người khác hai cái tần số, suy nghĩ cũng không có một sự tiếng nói chung, thì làm sao mà hạnh phúc được, phải không? Rồi khi mà ở Việt Nam được khoảng một năm, mọi thứ nó cũng ổn định, tôi thì vẫn tiếp tục cái công việc của mình như trước đây. Thì biến cố lớn nó xảy ra vào đầu hồi năm 2020, dịch bệnh Covid-19 bắt đầu, nó đã bùng phát ở Việt Nam. Cái thời điểm này thì nội xuất ngoại và ngoại bất nhập, thì đó là cái thời điểm giãn cách xã hội. Con người không có đi đâu được hết, ai nấy cũng đều ở yên một chỗ. Và công việc của tôi thì lúc này nó cũng bị đình trệ. Mãi cho đến năm 2022, tôi nhớ lúc đó thì khoảng tháng 11, lúc này thì dịch bệnh nó cũng đã khuyên giảm. Rồi tôi thì mới quay trở lại công việc cũ của mình. Nhưng mà sau dịch đó thì kinh tế đã bị suy thoái nặng nề. Kinh tế kinh doanh của tôi thì nó cũng không còn được mạnh như trước nữa. Gần như là tôi phải đứng bên bờ vực phá sản. Bây giờ thì cầm cái thẻ thường trú nhân để mà đã hết hạn sử dụng ở trong tay á, thì tôi muốn quay trở lại Mỹ nhưng mà đâu còn kịp nữa. Phải chi mà lúc trước á, mình nán lại thêm 2 năm nữa thì bây giờ may ra mọi thứ có lẽ nó khác. Ngay sau đó thì tôi mới tìm cách để mà liên lạc với người vợ cũ của mình, vợ cũ ở bên Mỹ, để mà tôi trình bày mọi thứ, như là tôi mong muốn cô ta có thể tìm cách để mà cho tôi có thể được quay trở lại bên đó. Nhưng mà lúc này thì không kịp nữa. Cái người mà vợ cũ của tôi thì nói rằng sở dĩ chú đã gửi thư về nhà trước đó, cái thời điểm dịch bệnh nó đã xảy ra, họ thông báo rằng không có đủ điều kiện để mà có thể được trở thành thường trú nhân của Hoa Kỳ nữa, và tôi đã không đáp ứng được cái thời hạn lưu trú ở lãnh thổ Hoa Kỳ. Mà nếu mà muốn bắt đầu lại từ đầu thì chỉ còn một cách, đó là tôi phải tiến hành nộp hồ sơ lại như là từ đầu, mọi như cái lúc đầu của tôi. Và nhìn chung ngày hôm nay thì là một cái câu chuyện mà em xin được chia sẻ cũng như là gửi đến cho tất cả quý cô bác anh chị mình chúng ta nghe, và quý vị có thể được biết được qua cái trường hợp như vậy.
Và quý vị có cái nhận xét hay cái đánh giá nào về cái câu chuyện trên có thể bình luận ở dưới để em và mọi người được biết thêm. Cũng như quý vị thấy video này ý nghĩa thì cho em xin một lượt đăng ký kênh. Cũng như quý vị thấy video này ý nghĩa thì cho em xin một lượt đăng ký kênh, một lượt like, một lượt chia sẻ. Em xin cảm ơn quý vị rất là nhiều.